Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu một sâu. Đầu tiên mình sẽ dùng bộ sạch lá. Tiếp theo mình sẽ dùng nâu. Sẽ dùng màu đỏ. Thì mình sẽ dùng màu xanh nhạt trắng.
Rồi cho một xong đi thôi.